Xin chào quý vị và bà con ngư dân. Sự hoạt động trở lại của vùng áp thấp trên khu vực đất liền và cả vịnh Bắc Bộ đã khiến cho gió trên khu vực vịnh Bắc Bộ mạnh lên mức cấp 5 có lúc cấp 6, giật trên cấp 6 gây biển động. Các nơi khác trên hầu khắp khu vực biển Đông, bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, gió thịnh hành theo hướng nam với cường độ trung bình, thời tiết phổ biến không mưa nên thuận lợi cho các hoạt động hàng hải. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, vùng áp thấp nóng còn duy trì nên gió trên vịnh Bắc Bộ tiếp tục có cường độ khoảng cấp 5 có lúc cấp 6, sóng biển cao trên 2 m và gây biển động, không an toàn cho các hoạt động hàng hải, nhất là với các tàu thuyền có trọng tài nhỏ. Các nơi khác trên khu vực Biển Đông, bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, thời tiết cũng như chế độ sóng gió ít biến động, nên các phương tiện trên biển có thể hoạt động bình thường. Sau đây sẽ là phần dự báo cho các vùng biển trong 24 giờ tới. Mời quý vị và bà con ngư dân cùng theo dõi. Tại vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, thưa quý vị và bà con, không nằm ngoài dự đoán của các chuyên gia, từ đêm qua và sáng nay, do ảnh hưởng của vùng áp thấp hoạt động mạnh dần, nên trên khu vực Bắc Vĩnh Bắc Bộ, gió Nam đã mạnh dần lên mức cấp 5, có lúc cấp 6 gây biển động, với những con sóng cao hơn 2 mét. Trong đêm nay và ngày mai thì gió trên khu vực này vẫn duy trì về cường độ, nên thời tiết còn ảnh hưởng xấu đến các hoạt động hàng hải và việc đánh bắt hải sản của bà con. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ không có sự khác biệt so với vùng biển phía Bắc. Ở vùng biển này cũng có gió nam đến đông nam với cường độ là cấp 5 có lúc cấp 6 trong đêm nay và ngày mai. Mặc dù trời hầu như không mưa, tầm nhìn thông thoáng, nhưng gió mạnh và sóng cao cũng sẽ gây cản trở cho các hoạt động lưu thông trên biển ở khu vực này. Xuống tới vùng biển từ Quảng Trị cho đến Quảng Ngãi bao gồm đảo Cồn Cỏ Lý Sơn. Thời tiết vùng biển này thuận lợi hơn cho các hoạt động hàng hải so với khu vực Vịnh Bắc Bộ. Trong đêm nay và ngày mai, gió trên khu vực này có hướng Đông Nam đến Nam với cường độ khoảng cấp 4, cấp 5 nên không gây biển động ban ngày trời có nắng, tầm nhìn xa trên 10 km nên thời tiết khá thuận lợi cho việc đánh bắt hải sản. Tuy nhiên bà con nên lưu ý tránh di chuyển về phía bắc để phòng những con sóng cao trên 2 m sẽ không an toàn cho tàu thuyền có trọng tài nhỏ. Vùng biển từ Bình Định cho đến Ninh Thuận và đảo Phú Quý. Trong đêm nay và ngày mai thì gió trên vùng biển này tiếp tục thổi đều theo hướng đông nam với cường độ ở mức trung bình trời có nắng tầm nhìn thoáng, sóng cao cho nên thời tiết thuận lợi cho việc đánh bắt hải sản của bà con và những chuyến tàu thăm đảo Phú Quý vào ngày mai. Dùng đến vùng biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau và cả Côn Đảo. Do nằm sâu về phía Nam, vùng biển này do có hướng khác biệt với vùng biển phía Bắc và thịnh hành theo hướng Tây Nam với cường độ khoảng cấp 4, thời tiết ổn định, tầm nhìn xa trên 10 km nên các chuyến tàu thăm Côn Đảo vào ngày mai khá thuận lợi. Chuyển sang phía Tây đến với vùng biển từ Cà Mau cho đến Kiên Giang, bao gồm đảo Phú Quốc Thổ Chu. Gió trên vùng biển này sẽ có hướng Tây Nam với cường độ khá yếu. Ban ngày trời có nắng và biển gợn sóng nhẹ. Tuy nhiên đến chiều và tối ở vùng biển ven bờ, những đám mây rông có khả năng phát triển và gây ra mưa kèm theo gió giật mạnh trong cơn rông, nên không an toàn cho các tàu thuyền nhỏ. Đến với vùng biển Vịnh Thái Lan, gió trên vùng biển này cũng có hướng Tây Nam thổi với cường độ khoảng cấp 2, cấp 3. Ban ngày trời có nắng, biển gợn sóng nhỏ, thời tiết thuận lợi cho các hoạt động lưu thông trên biển đến với khu vực Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa. Trong đêm nay và ngày mai thì gió trên vùng biển này thịnh hành hướng đông nam đến nam với cường độ trung bình. Thời tiết tốt trời hầu như là không mưa, tầm nhìn thoáng nên tiếp tục ủng hộ cho các hoạt động hàng hải trên khu vực. Khu vực giữa biển Đông từ 10 cho đến 15 độ vĩ Bắc thì khá tương đồng với vùng biển phía Bắc. Khu vực giữa Biển Đông cũng thịnh hành gió hướng Đông Nam đến Nam, cường độ chỉ khoảng cấp 4, sóng biển không cao, tình trạng biển bình thường nên vẫn thuận lợi cho các hoạt động hàng hải cũng như là các hoạt động đánh bắt xa bờ của bà con ngư dân. Cuối cùng là khu vực Nam Biển Đông bao gồm khu vực phía Nam, quần đảo Trường Sa, Huyền Trân, Sông Tử Tây. Trong đêm nay và ngày mai, gió trên vùng biển này chủ yếu là có hướng nam với cường độ cấp 3 cấp 4. Cùng với đó là trạng thái thời tiết tốt với thời tiết trời ít mưa, tình trạng biển bình thường nên thuận lợi cho các hoạt động hàng hải trên khu vực. Cảm ơn quý vị và bà con ngư dân đã quan tâm theo dõi bản tin dự báo thời tiết biển của Đài truyền hình đất số VTC. Xin kính chào và tạm biệt.